Xin chào các bác. Khoảng nửa năm trước thì em có giới thiệu cho các bác một cái app quản lý thiết bị mà em đang triển khai cho một đơn vị. Rất tiếc là sau đó cái dự án này thì không được hoàn thành. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã có một cái app demo như thế này. Thì hôm nay cùng xem là trước hết cái app này nó có tính năng gì và sắp tới thì chúng ta sẽ nâng cấp cải tiến nó lên được những gì các bác nhé. Cái app này thì em đang xây dựng thì sẽ phù hợp với cả cái việc sử dụng ở trên điện thoại nhiều hơn, bởi vì chúng ta có thể cầm điện thoại chúng ta vào xưởng, chúng ta quét QR của thiết bị, sau đó thì chúng ta có thể tra cứu các thông tin về lịch sử sửa chữa, lịch sử bảo dưỡng, lịch sử thay thế các cái linh kiện và tra cứu các cái thông tin khác. Thì đầu tiên thì ở đây chúng ta có một cái màn hình, ở đây có thể là thao tác, thì sau đó chúng ta có thể là sẽ quét QR. Ở đây em xem trên máy tính thì nó không có cái nút quét QR ở đây, nhưng trên điện thoại thì anh chị sẽ có một cái nút quét QR ở đây. Thì em không nhớ lắm cái mã thiết bị, chúng ta cùng vào đây chúng ta lấy nhé. Đâu nhỉ? Ví dụ như cái thiết bị này đi. Thì chúng ta sẽ tạo gắn cho nó một cái mã QR giống như thế này. Và sau đó thì khi mà chúng ta đi vào trong xưởng ấy thì chúng ta sẽ đến cái thiết bị đó, chúng ta quét một cái mã QR này. Sau khi mà quét xong thì nó sẽ hiện ra các cái thông tin của thiết bị. Ví dụ như tên của máy này là TGC-X1 gì đó đúng không ạ? Đây là cái loại máy một kim. Hình ảnh của nó là như thế này, nó nằm ở vị trí nào, lịch sử bảo dưỡng và lịch sử sửa chữa, thì chúng ta có thể có một cái nút để chúng ta bấm vào đây và in ra cái lịch sử sửa chữa. Còn trên này thì chúng ta sẽ có những cái nút tác vụ nhanh, ví dụ là tạo một cái phiếu bảo dưỡng này. Khi mà tạo cái phiếu bảo dưỡng này thì nó sẽ tự động lấy được ngày bảo dưỡng này, nó tính toán được cái ngày bảo dưỡng tiếp theo. Ở đây thì nó sẽ tự lấy được các cái tiêu chí. Các tiêu chí này thì xíu nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị là chúng ta sẽ setup các cái tiêu chí mặc định như thế nào. Rất là hay anh chị ạ. Thì tóm lại là ở đây nó sẽ lấy được ra các cái tiêu chí bảo dưỡng mặc định. Đó, và ở đây thì do là em đang để mặc định là nó sẽ lấy là kết quả đạt, còn nếu không thì chúng ta có thể là để trống và user họ sẽ phải nhập cái kết quả vào đây. Rồi sau khi nhập xong thì nó sẽ lưu lại được một cái lịch sử để chúng ta check được cái lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa. Rồi, tương tự như vậy chúng ta có thể tạo ra được một cái phiếu sửa chữa. Phiếu này thì nó sẽ lấy được thông tin của thiết bị này, rồi cái công đoạn mà chúng ta đang bị lỗi là công đoạn gì này, hiện tượng nó là gì, nó giải pháp ở đây nó là cái gì, rồi thì thời gian bắt đầu sửa chữa là từ lúc nào, thời gian kết thúc thì chúng ta sẽ điền sau khi mà chúng ta hoàn thiện, và nó sẽ tính được tổng thời gian sửa chữa. Và đến khi mà chúng ta tra cứu thì tất cả các cái thông tin này chúng ta đều có rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể tổng hợp được là tổng thời gian hỏng hóc là bao nhiêu, đúng không ạ? Các cái biện pháp đã áp dụng là gì, từ đó chúng ta tạo ra một cái dashboard thì nó rất là ok. Rồi ở đây chúng ta có thể chụp những cái hình ảnh liên quan, ví dụ như là chúng ta chụp một cái hình ảnh liên quan bị bong nhựa dán chẳng hạn đấy ạ. Thì ảnh là gì, mô tả thì đây nó đang bị lỗi gì. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung được những cái hình ảnh sau khi mà chúng ta khắc phục, rất là tiện lợi đúng không ạ? Ok, tương tự như vậy thì ở đây chúng ta bấm vào đây để xem được lịch sử bảo dưỡng này, lịch sử sửa chữa này. Vì đây là app demo nên có một số cái nó cũng chưa hoàn thiện lắm thì mong các anh chị thông cảm. Để trong cái khóa học sắp tới thì em sẽ hoàn thiện, thay đổi hoàn toàn cái cách vận hành. Nó mà một năm trước thì cái kinh nghiệm nó ít hơn, kỹ năng về áp xích nó ít hơn so với bây giờ, thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên nó vận hành một cách nó thông minh hơn nữa. Đấy chưa? Hay chúng ta có thể bấm vào đây để xem thông tin của thiết bị, model nó là gì, series là bao nhiêu, ngày nhập ngày nào, xuất xứ ở đâu, các cái giấy tờ liên quan thì chúng ta cũng đều có thể đưa vào đây được. Đó, tương tự như vậy chúng ta xem được lịch sử sửa chữa, lịch sử bảo dưỡng này. Ok, đó là về phần thao tác nhanh. Để chúng ta đi đến chúng ta quét. Thứ hai ở đây thì có những cái module liên quan đến quản lý danh mục thiết bị. Đúng chưa? Chúng ta có thể phân loại nó theo nhóm thiết bị hay là vị trí thì tùy. Đúng không? Rồi, trong này chúng ta có thể setup ra các cái thông tin của thiết bị như em vừa giới thiệu lúc nãy. Tần suất bảo dưỡng là bao lâu, đúng không? Cái mã QR của nó là gì? Ai là người quản lý lịch sử sửa chữa bảo dưỡng. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ setup ra các cái tiêu chuẩn bảo dưỡng và sửa chữa. Ví dụ như ở đây, các cái tiêu chuẩn bảo dưỡng thì đối với cái cấu trúc giá chỉ này, chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại dòng máy nào áp dụng. Đó, đây là em đang setup theo cái kiểu đó là chúng ta sẽ setup theo dòng máy. Để sau này thì cứ cái dòng máy này thì nó sẽ phải bảo dưỡng những cái tiêu chí này. Nó rất là hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phải đi làm cho từng cái thiết bị. Ok, và vậy thì từ cái tiêu chuẩn bảo dưỡng này thì sau này khi mà bảo dưỡng nó sẽ tự lấy tự động được.
các anh chị nhé. Rồi tiếp đến sửa chữa thì cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể setup ra những cái lỗi mặc định lỗi là gì, còn bình thường thì chúng ta nên để cho user họ tự ghi, đúng chưa? À, ở đây thì có thêm một cái mục nữa, đó là khi vào đây thì chúng ta sẽ cái phần lịch sử này thì sorry chị là em chưa làm xong nhé, cái lịch bảo dưỡng này. Rồi tiếp đến thì ở đây chúng ta có một cái bảng gọi là bảng tham số cài đặt. Với bảng tham số cài đặt này, ở đây em sẽ in thử cho các anh chị xem nhé. Ok, thì thiết bị thì chúng ta sẽ phải có những cái tiêu chuẩn, có cái tiêu chuẩn cài đặt để nó vận hành được đúng cái chức năng của nó. Vậy thì ở đây chúng ta có thể lưu lại được các cái bảng thông số cài đặt này. Thì khi mà người dùng hay là các bác thợ vào, các bác thợ tra cứu thì sẽ rất là dễ dàng, đúng chưa? Đây, là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát soát được cái việc chúng ta thay đổi các cái tiêu chuẩn cài đặt theo từng cái thời gian nó khác nhau. Ok, rồi chúng ta sẽ có thêm các cái phần về thư viện hình ảnh. Ở đây thì các bác có thể đưa vào những cái thư viện cái tiêu chuẩn của thiết bị này, hoặc là lưu lại được các cái lần nó báo lỗi, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà xảy ra một cái lỗi gì đấy thì người dùng họ có thể chụp ảnh lại luôn để họ đưa lên trên app, họ thông báo là lúc này thì nó đang bị lỗi này này, nó sinh ra cái gì, hiện tượng là gì, chúng ta có thể tải lên các cái video hình ảnh để báo lỗi thì rất là hay, đúng không ạ? Rồi thì đấy là tạm thời là những cái module mà trước đấy em đã triển khai được. Vậy thì với app này chúng ta có thể nâng cấp được cái gì và cái kế hoạch nâng cấp nó như thế nào, mất bao nhiêu thời gian và làm thế nào thì được nâng cấp, thì em xin được giới thiệu nhanh với các bác như sau. Ở đây là một cái sơ đồ về cái app quản lý thiết bị mà rất là hay, được một anh chị học viên đóng góp, và chính cái sơ đồ này thì em sẽ dùng để làm yêu cầu cho cái khóa học tiếp theo. Thì trong này các bác có thể nhìn thấy, các anh chị có thể nhìn thấy được là ở đây này chúng ta sẽ có các cái module, ví dụ như là cũng sẽ có bảo dưỡng sửa chữa như em vừa giới thiệu này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ làm về phần hồ sơ thiết bị nó rất là kỹ này, sẽ làm chuẩn hóa hơn về cái phần kế hoạch bảo dưỡng này. Trong đó còn có cả các cái dạng bảo dưỡng nữa cơ, đúng không? Thiết bị chúng ta sẽ phân loại nó rất là rõ ràng về các nhóm thiết bị. Tiếp đến là gì? Đó là về phần chúng ta sẽ có thêm một phần về hiệu chuẩn và kiểm định cho thiết bị. Chúng ta sẽ có setup ra các cái tiêu chuẩn kiểm định bên ngoài và kiểm định nội bộ. Đó. Rồi, ở đây thì các cái tính năng mềm khác nhá mà chúng ta có thể bổ sung. Ví dụ như là khi mà phát hiện ra một lỗi thì người dùng họ vào app họ tạo, thì chúng ta sẽ cài được một cái tính năng, đó là nó sẽ tự gửi thông báo về Telegram là giờ này phút này thì đang có cái thiết bị bị lỗi, để làm sao đấy mà chúng ta cập nhật nó nhanh hơn. Và khi mà sửa chữa xong thì nó cũng sẽ có thông báo gửi về Telegram là vào giờ này phút này thì đã sửa chữa xong, kết quả sửa chữa là gì, đánh giá là như thế nào, các cái khuyến nghị tiếp theo là nên theo dõi như thế nào, hay là nên phải sửa chữa tiếp theo như thế nào. Rồi tiếp đến là chúng ta có thể set up ra những cái thông báo định kỳ, là một tuần hay một tháng một lần nó sẽ tự gửi thông báo về là tuần này phút này giờ này thì có tổng bao nhiêu máy gặp sự cố này, chúng ta đã sửa chữa bao nhiêu lần, bảo dưỡng bao nhiêu lần, kết quả nó như thế nào, những bên nào là bên sửa chữa, và chúng ta sẽ có những cái dashboard ở đây. Rồi tổng thời gian sửa chữa là bao lâu, hiệu suất sửa chữa bảo dưỡng nó là bao lâu, đúng không ạ? Chúng ta có thể thêm vào đây các cái thông tin của các cái bên cung cấp, hay là các cái bên hỗ trợ các cái đối tác để liên quan đến cái việc sửa chữa bảo dưỡng, đúng không ạ? Hay là tiếp đến là chúng ta sẽ tạo được ra những cái tính năng về quản lý cái kho linh kiện vật tư, được chưa? Thì đấy cũng là một cái sẽ được triển khai trong khóa học sắp tới. Và với cái lộ trình tinh gọn chỉ 6 buổi thôi thì các anh chị hoàn toàn có thể có khả năng học từ cơ bản cho đến nâng cao, để chúng ta có thể làm được một cái app lại tương tự như thế này. Và các cái video thì em sẽ đều lưu lại để cho các anh chị có thể tra cứu, làm lại và thực hiện lại đúng theo những cái trong lớp học. Và trong cái lớp học đó thì chúng ta sẽ có cái sự tương tác một một ở mỗi cái giai đoạn ấy. Ví dụ như khi mà hướng dẫn anh chị cấu trúc dữ liệu xong này, xác định ra các cái quy trình của mình xong, thì em sẽ luôn có những cái hành động để chúng ta xác nhận với nhau là tất cả các anh chị đã hiểu cái chỗ này chưa, nếu như các anh chị có thắc mắc gì hay không. Vậy thì khi mà triển khai theo từng giai đoạn như vậy thì với bản thân em thì tất nhiên nó sẽ không được thông suốt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải dừng lại rất nhiều. Tuy nhiên với anh chị thì chúng ta đảm bảo được việc rằng là ở mỗi cái công đoạn, mỗi cái bài học thì anh chị đều đã nắm được rất rõ về cái cách làm, cũng như là về áp ship ở ngay tại cái giai đoạn đó.
Bên cạnh đó thì những anh chị nào mà chúng ta không theo sát được trên khóa học thì cái bộ video được quay lại thì sẽ giúp cho anh chị xem lại, ôn lại bài thì nó rất là kỹ. Và trước khi đến một cái bài mới thì em đều có cái bộ video để anh chị tham khảo cái lộ trình học cũng như là xem trước, chuẩn bị trước để cho chúng ta có thể đặt ra các câu hỏi. Và với một buổi thì chúng ta sẽ có lộ trình là 2 giờ tiêu chuẩn. Sau 2 giờ hoặc là trước khi đến giờ học ấy, đó thì đấy sẽ là cái thời gian giải đáp, hỗ trợ anh chị trực tiếp. Vậy thì anh chị nếu như gửi các cái data trước hoặc là các cái yêu cầu trước buổi học hoặc là trong khóa học, trong buổi học đó thì đến cuối buổi hoặc là đầu các cái buổi học thì em và anh chị sẽ cùng giải quyết những cái vấn đề thực tế mà anh chị đã mắc phải. Không nhất thiết phải liên quan đến cái app quản lý thiết bị mà có thể tất cả các cái app mà anh chị đang triển khai cho công việc của mình. Đó thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngoài ra thì ngoài giờ học thì em vẫn sẽ hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn cho anh chị toàn bộ trong trước và sau quá trình học. Rồi, vậy thì một số các câu hỏi khác, ví dụ như là ví dụ như nếu như học cái khóa chuyên sâu về quản lý thiết bị thì chúng ta có thể ứng dụng vào được công việc khác hay không, quy trình khác hay không, thì hoàn toàn là có anh chị nhé. Cũng giống như khi mà anh chị xây dựng một file Excel ấy, chúng ta học về công thức XLOOKUP, VLOOKUP, học về công thức SUM, công thức IF, thì khi mà học như vậy chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta áp dụng được tất cả các cái công việc khác, các cái file biểu mẫu Excel khác của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì với cái khóa học này cũng vậy, chúng ta chỉ bám vào một cái lộ trình chuyên sâu là quản lý thiết bị, bởi vì sau đó thì chúng ta sẽ có được một cái app nó hoàn thiện, một đi từ công đoạn đầu tiên cho đến công đoạn cuối cùng, từ cơ bản cho đến nâng cao. Đó, nhưng mà việc mà học về một cái chuyên đề chuyên sâu như vậy thì sẽ giúp cho các anh chị hiểu rất rõ về AppSheet, hiểu rất rõ về các cái công cụ, các cái tài liệu liên quan để chúng ta ứng dụng vào công việc thực tế của mình. Vậy thì anh chị đừng có lo rằng là chỉ học về quản lý thiết bị mà chúng ta không ứng dụng được vào công việc các anh chị nhé. Và bên cạnh đó thì khi đăng ký khóa học thì sẽ là khóa đăng ký trọn gói trọn đời, tức là như nào, anh chị đăng ký khóa này thì tất cả những cái lớp chuyên đề sau anh chị đều được tham khảo một cách, được tham gia trực tiếp hoặc là tham khảo tài liệu hoàn toàn là miễn phí, và em sẽ có thông báo mỗi khi có lớp mới. Vậy thì sau khi đến chuyên đề về quản lý thiết bị thì có thể sẽ đến chuyên đề về app bán hàng, app CRM, app về quản lý công việc, app về quản lý hành chính, app về quản lý kho, vân vân mây mây. Thì chúng ta sẽ có cái rất quyền lợi, nó rất là tốt như vậy cho các khoa sau. Vậy thì ngày mai thì cái lớp này nó sẽ chính thức khai giảng vào lúc 8 giờ tối. Lịch học chúng ta trong bắt đầu từ 8 giờ tối thứ 2, 3, 5 qua hình thức học qua Google Meet. Vậy thì nếu như anh chị quan tâm đến app quản lý thiết bị cũng như rằng là cái quyền lợi tuyệt vời của nó, đăng ký học một lần và tham gia trọn đời, thì anh chị có thể liên hệ với em qua Zalo 0961 040 521 để em có thể tư vấn kỹ hơn cho các anh chị nhé. Lớp học này sẽ là chuyên sâu và lộ trình đi nó sẽ rất nhanh, nên là nếu như chúng ta tham gia sớm thì sẽ có được cái sự đồng bộ ngay từ ban đầu. Rất vui là sẽ được gặp anh chị trong lớp học đó. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào.